Hello anh em nhá, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hòa Cọ Mì của em nhá. Mày lên sóng cho các bác của em chơi cánh rất là tốt nha các bác nhá. Em này căng kéo ôm cả cống nha các bác ạ. Cánh rất là đẹp các bác ơi. Đuôi lá vả nhá. Đấy, chơi cánh, đuôi lá vả chơi cánh, bóng bộ rất đẹp. Anh em mà bác nào mà sở hữu em này thì chơi cũng rất là ok đấy ạ. Em này thuần khoảng 85% rồi các bác nhá. Dễ chơi và rất dễ chăm. Đầu mặt thì quá là đẹp luôn. Lát nữa em sẽ quay sát đầu mặt cho các bác xem. Chơi cánh bướm rất là đẹp. Họ tốt. Em này thuần sách lồng vẫn hot nha các bác nhá. Bây giờ em ra sách lồng cho các bác xem. Đây nó vướng cái cột nhà. Ra sách lồng cho các bác xem. Đấy, các bác nghe, các bác có thể thấy là chim rất là thuần đúng không? Bây giờ em sẽ quay sát vào đầu mặt cho các bác xem. Bởi vì là phải quay như này thì các bác mới dễ xem và dễ mua được. Chứ còn quay xa quá thì cũng rất là khó cho các bác. Đấy, em đã test độ thuần cho các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay sát vào đầu mặt để cho các bác dễ hình dung những con chim. Đấy, như nào, đây. Đấy, các bác nhìn rõ chưa, một bên hỏa của nó hơi bị mất một tí nha các bác nhá. Dùng sao được các bác. Em này mắt xanh rất là đẹp các bác. Mắt xanh rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Để cho các bác xem chân nhá. Chân xương rất là đẹp đó, tiếc cái là vướng cái cống. Rất là hot, rất là tốt các bác nha, giọng cực hay luôn. Bác nào mà bố kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nha các bác nhé. Đây, bây giờ em nó quay sang bên này, em sẽ quay sát cái đầu mặt bên này cho các bác xem nữa. Để các bác thấy nhá. Đây, các bác thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn các bạn.
mới về chắc chưa được tắm các bạn. Chắc người ngứa ngáy. Anh em video em được 6 phút rồi. Bác nào mà bồ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em lúc nào cũng được sẵn sàng phục vụ các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhá. Em xin chào tất cả các bác ạ.